Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta hãy cùng mình đến với cái tựa game là Chiến binh siêu cấp, hay còn có tên gọi khác là Kame Đại chiến siêu cấp nha các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn tất cả các gift code dành cho tân thủ mới nhất và hướng dẫn cho các bạn cách nhập gift code cho bạn nào chưa biết. Bạn nào biết rồi thì cũng đừng quên like, share và subscribe kênh để ủng hộ mình nha. Thì đầu tiên để nhập code thì các bạn cần đạt level 7. Sau đó thì bạn nhấn vào avatar của mình, nhấn vào một mã hưởng và tiến hành nhập gift code. Gift code thứ nhất như sau: Son Goku. Đấy bạn, Son Goku SONGOKU. Sau đó thì bạn nhấn vào xác nhận để nhận quà. Thì có này sẽ hưởng được các phần quà như sau: 50 mảnh Son Goku nhất, 100 kim cương tím, một cái su gồng AFK 2 giờ, nhận 2 giờ su gồng cấp VIP không cộng thêm, một cái SP AFK 2 giờ, nhận 2 giờ SP chiến binh cấp VIP không cộng thêm. Đây là kim cương nhé bạn. 50 gold mảnh Goku Super Saiyan 1. Đây là tất cả các món quà của code thứ nhất. Bây giờ chúng ta cùng mình đến với code thứ hai. VIP code như sau: Gacha 999, GACHA 999. Gacha 999 là code thứ hai. Thì đây có hai bạn. Cái này thì nhận được là hệ ước nguyện cao cấp, vật phẩm tiêu hao cho ước nguyện cao cấp, tiện được chiến binh 3 năm sao ngẫu nhiên số lượng 5. Đá nâng cấp, những viên đá chứa linh hồn gồng có tác dụng tăng bậc chiến binh và mở rộng giới hạn cấp lên 100. Một cái su gồng FK và một cái SP SK nha bạn. Đây là tất cả các quà có thứ hai. Có thứ ba như sau: Ngọc Ngọc Gồng 3D. Đây là có thứ ba nha bạn. Tiếp có là Ngọc Gồng 3D. Ngọc Gồng 3D. Cái này thì nhận được 100 kim cương, 5 cái hạt ước nguyện dùng để ước nguyện trung cấp, 5 cái su vòng quay dùng để rút 2 vòng quay và 30 cái mảnh ngẫu nhiên 4 sao. Sẽ 30 mảnh này sẽ hợp thành chiến binh 4 sao ngẫu nhiên nha các bạn. Có kế tiếp chiến binh. Đây là có kế tiếp như vậy, chứ có là chiến binh. Cái này nhận được 100 kim cương, 5 cái hạt ước nguyện dùng để ước nguyện trung cấp, đã nâng cấp để tăng bậc chiến binh và tổng giới hạn cấp số lượng trăm và gói hòa hợp và hệ yếu để thăng hợp nâng cấp hợp hích hợp kích số lượng là 10. Có kế tiếp siêu cấp. Đây là có kế tiếp như vậy, nhưng có là siêu cấp. Có này nhận được 100 kim cương, gói nguyên liệu sơ cấp tùy chọn, mở nhận một trong các nguyên liệu dưới đây nha bạn, số lượng là 1. Gada trung cấp, Gada là bậc Bulma là mới khám phá lần 5. Su siêu vòng quay, một hạnh thiết yếu khi rút hầm siêu vòng quay, lượng là 1. Có kế tiếp T-Sơ 10k. Đây là có kế tiếp như vậy, tiếp có là T-Sơ 10k TESSEG10K. Có này thì nhận được 100 kim cương, 10 cái đá nâng cấp, 5 cái vé thử khách giải đấu. Đây là vé dùng để tham gia giải đấu võ thuật dài xa danh. Đây là trang bị nha bạn. Có kế tiếp teaser 20k. Đây là có kế tiếp nha bạn, hiếm có là teaser 20k. Cái này nhận được 150 kim cương, mảnh ngẫu nhiên 4 sao để hợp thành chiến binh 4 sao, su gọc FK nhận một cái su gồng số lượng 2, áo giáp xa danh số lượng 1. Teaser 35k. Hai trăm kim cương, 300 đá nâng cấp, 2 SP AFK và dây lưng Saiyan. Teaser 50k. Teaser 50k. Nhận được 250 kim cương, gói hòa hợp hệ ước nguyện cao số 3 và bao sa dân. Ok, thì tổng cộng có bao nhiêu code. Khi nào có em code mới thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ thêm nhé bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video.
Thì chúc các bạn nhập kênh công và chơi game vui vẻ. Đừng quên like video này và hay và chia sẻ cho bạn cùng biết với nha. Cũng đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ nha. Cậu xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn tại những video tiếp theo. Bye bye.